Xin chào tất cả các bạn nha. Mình có nhỏ em ở bên nước ngoài, bên vợ mình gửi về cái iPhone 12 Pro Max các bạn. Thì vợ mình có quay lại cái quá trình đập hộp cái iPhone 12 Pro Max. Thì hôm nay Hữu chia sẻ với bạn cái quá trình đập hộp cái iPhone 12 Pro Max nha các bạn. Thì ở Việt Nam mình ở trên Thế Giới Di Động là chưa có bán các bạn, nó hàng chưa có về, thì hàng này chỉ có ở nước ngoài gửi về thôi. Mấy nay ở trên mạng cũng đang rất là hot cái iPhone 12 Pro Max này luôn, thì Hữu cũng chia sẻ với bạn chứ không có mục đích gì hết ha. Hữu mời các bạn cùng theo dõi nha. Cái iPhone 12 Pro Max này là bản này 128 GB nha các bạn. Thì nhớ em mình ở bên Úc gửi về á. Thì Hữu được biết là cái này là cái điện thoại này mình mua là mình mua phụ kiện riêng các bạn. Cái cốc sạc với lại cái tai nghe là mình mua riêng chứ không có kèm theo chung nha các bạn. Thì cái bản này Hữu được biết là hình như giá nó là ba mấy triệu đó. Hữu không có biết chính xác là ba mấy các bạn, mà tầm ba mấy đó. Rồi cốc sạc là khoảng 1 triệu, với tai nghe là khoảng 900 ngàn nữa các bạn. Đó thì Hữu cũng cập nhật giá cho các bạn rõ hơn thôi chứ không có mục đích gì hết ha. Thì Hữu làm review thì Hữu phải làm cho nó rõ ràng, nó chi tiết các bạn, để các bạn tham khảo thôi chứ không có gì hết. Để thôi, có nhiều bạn nói review mà sao không nói rõ ràng giá cả gì hết trơn á. Trời ơi, cảm giác này thật là đã. Buông tay luôn. Coi chừng nghe. Đúng tay luôn á. Buông. Wow, đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Màu xanh này đẹp quá chừng luôn á. Màu xanh này đẹp. Trong này chỉ có nè. Trong này gồm có một cái iPhone, một cái dây chia sạc. Hết rồi. Ủa sao cái cốc là mình mua riêng hả ta? Nè. Cốc mua à, cốc nè. Là mua riêng. Ủa sao iPhone nó tiết kiệm cốc mình ha. Trời ơi, đây. Vuông vứt luôn. Trời ơi, cầm đã tay quá à. Nó là như thế này. Tháo tem, bóc tem thôi, mình bóc tem nó thôi. Đẹp quá chừng luôn. Nó khác iPhone 11 chỗ nào ta? Này nó muộn đây phải không? Nó mới nguồn lên, mình sẽ test nó. À, chụt 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 chụt. Nó nói xin chào mình nè. Xin chào tiếng Việt nữa nè. Hello. Tiếp làm iPhone mới. Ủa gì sao nó mới chưa, mình chưa ấy gì trơn mà. Chọn Việt Nam. Ai nói gì? Hay quá he. Nó có tiếng Việt hết trơn luôn nè. Màu đẹp quá à, nó hình 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 vuông nhìn đẹp quá à. Màu xanh này đẹp ghê, không biết nó gồm mà bao nhiêu màu thì mình không biết, nhưng mình thấy màu này đẹp. Bốn màu. Cũng ba mắt. Màu màu trắng, màu gold, màu xanh với màu xám màu chuột hay gì đó mà. Hả? Em không biết hả? Nó hình vuông. Trời ơi, cầm điện thoại nặng tay luôn. Giấc mơ thành hiện thực.
mình hai cái này là mình mua riêng nha. Hai cái này là mình mua riêng chứ trong iPhone nó không có. iPhone nó chỉ có cái này thôi. Đây hộp vỏn vẹn nó chỉ này thôi. Này mấy này là phụ kiện nó là mình mua riêng hết nha, chỉ có iPhone chỉ có hộp thế này thôi. Dạ có ở lên cái file nè, dữ liệu và nguồn nhân cư. Tiếp tục. Chị hai quay nữa kìa. Hai chị quay rồi nè. Nè, phải không? Cái này khuôn mặt nè phải không? Ừ. Rồi sao? Thay ID đi, tiếp tục. Tiếp tục. Đó, nó sẽ chụp hình mặt em. Bắt đầu. Ừ. Bấm chế bắt đầu. Bắt đầu hả? Ừ. Nó chỉ có cái dây cáp này thôi. Chọn cái nào em? Cái này hả? Không chuyển dữ liệu rồi. Ở không chuyển ứng dụng và dữ liệu hả? Phóng thu màn hình. Tiêu chuẩn. Chào mừng bạn đến với iPhone 12. Chị Út nôn lắm. Ủa, rồi lên, hả? Rồi xong. Ok. Ủa để sim ở đâu? Bên hông. Tại vì nó bên trái. Nghĩa là đọc ở lại bên trái. Bên trái là bên này. Ok đâu nó có cái lỗ. Bên trái ở dưới góc bên trái. Đây nè. Nghe tay em nè. Ở đây nè. Đây đúng không? Thấy iPhone gọt táo rồi đó. Lấy cái táo gọt thử coi nó có đọc được không? À để mời test thử cây gọt táo rồi có gọt được không? Chứ thấy ai cũng nó gọt táo à. Đây nè. Đây nè, à đây. Đây là 12 Pro Max nha. Đây. Có nó là 128 GB. Mẹ coi cái gì mà. Bấm một lượt nè. Rồi sao anh nói lại ha? Anh rồi nói em khóa màn hình nhanh á là sao? Thì nó mở nhanh. Chị mà đưa cái mặt chị vô là nó tự mở hà. Nó khẽ nó nhảy. Cái này mình cái phụ kiện này là mình mua ngoài nha. Mình không thêm. iPhone không có. Mua thêm của hãng. Em mua thêm của hãng luôn chứ. Cục sạc 20W. Hai cục sạc 20W. Còn này là tai nghe. Mình cũng sắm ở ngoài nha. Còn này mình cũng phải tự sắm luôn nha. iPhone nó keo kiệt lắm. Cái này là miếng dán cường lực. Đúng rồi, mình thương mình có mình bảo vệ nó mình phải mua thôi chứ. iPhone nó không có tặng mình gì hết trơn. Khoan để em ấy rồi không có bật màn hình thử sao.